một lựa chọn mới cho anh em, đó chính là dòng máy rửa xe cao áp sử dụng motor nam châm vĩnh cửu 3000W. Dòng này là dòng công nghiệp để cho anh em có thể xịt rửa và xác con này cực kỳ nhẹ nhá. Toàn bộ xác của nó đâu đó chỉ rơi vào tầm 14 đến 15 kg thôi, cực kỳ nhẹ luôn. Và dòng này cái giải điện của nó rất là rộng, giải điện của nó từ 165V cho đến 230V. Tức là anh em nào mở nghề mà ở những cái khu vực điện yếu ấy các bạn, khi mà vào những giờ cao điểm điện tụt xuống 170 đến 160, các bạn dùng những cái motor thường thì không bao giờ chạy được. Dòng động cơ nam châm vĩnh cửu như thế này thì nó có thể đáp ứng được. Đây, mình tháo ra cho các bạn xem. Đầu áp nó là đầu lớn nhá các bạn nhá. Đầu áp lớn, ti này nếu mình không nhầm thì ti khoảng ti 18. Đây motor 5 chấm vĩnh cửu của nó đây. Nhìn cực kỳ nhỏ nhẹ gọn gàng, nhỏ 3 kW. Áp lực con này là 153. Lưu lượng con này nó báo là 18 lít. Đây là nhà máy báo. Dòng này thì tất nhiên 5 chấm vĩnh cửu là động cơ tua nhanh. Rồi test cho các bạn xem, đo con này là công suất 3 kW nhá. Test cho anh em xem để anh em thấy được mạnh như nào. Dòng motor 5 chấm vĩnh cửu này, động cơ 5 chấm vĩnh cửu anh em bóp thì bắt đầu nó mới có đà, nó lên. Nó sẽ điều chỉnh áp lực theo cái điện của chúng ta, yếu hay là mạnh. Đấy, chưa chưa? Áp đồng hồ báo là 230 nhưng mà anh em đừng tin, 153 thôi. Đây, thử phát nào. Con này phụ kiện hơi cho hơi lỏng. Tập trung hết vào máy, bởi vì giá thành của nó rẻ. Còn bây giờ mà muốn lên phụ kiện ngon thì giá nó cao anh em ạ. Tự lên phụ kiện nó vào tiền hết mà. À trời, chuyển cho anh cái bếp đỏ này. Đo dòng con này 12A nhá anh em nhá. Bếp lô 055 nhá. Phề cực luôn này. Dòng bao nhiêu đây em? Bây giờ dòng 11.7 này. Dòng tải nó sẽ phụ thuộc vào bếp nhá. Bếp với anh em, bếp tải càng cao thì dòng tải nó càng lên cao. Motor 5 chấm vĩnh cửu bao luôn chưa? Kêu không ấy? Lên đi, phải lói mắt, cầm căng tay các bạn ạ. Con này rửa không chạm được, thoải mái. Áp 110 rửa không chạm mạnh lắm rồi. Quá phê, 3000W. Con này tiết kiệm 20% điện năng. Tiết kiệm 20% điện năng nhá. Anh em hay gọi là dòng inverter ấy. Nó là nam châm vĩnh cửu. Rồi, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ Bình Sơn nhá. Giá con này hợp lý lắm, chưa đến 8 củ đâu. Lát nữa mình sẽ cân giá báo chi tiết cho các bạn sau. Rồi anh em có nhu cầu cứ liên hệ với mình, tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất nhá. Đây, nguyên bản cho nó nha. Nhẹ thật đấy, dòng này thì cực kỳ nhẹ. Anh em mang đi linh hoạt, linh động. Rửa mọi nơi luôn, điện yếu như nào các bạn cho vào chơi hết luôn. Con này dùng với máy phát điện cực kỳ hay luôn. Dùng với máy phát điện.